Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Khánh Liên đây. Thì hôm nay mình làm một cái video này là để giải đáp hết tất cả các câu hỏi của mọi người hỏi mình trong thời gian vừa qua nhá. Hôm qua mình có đăng một cái video là để cho mọi người hỏi câu hỏi ấy, để rồi mình sẽ trả lời theo yêu cầu của mọi người ấy. Ai hỏi câu gì mình sẽ hỏi trả lời câu đấy nhá. Thì hôm nay mình sẽ đọc lại comment để mình trả lời ở trong cái video này nhá. Mọi người cùng hóng nhá. Và ok, đây có 98 câu hỏi nha mọi người. Mọi người nhìn thấy rõ không? 98 câu hỏi nhá. Và bây giờ mình sẽ trả lời hết nhá. Mình sẽ trả lời hết. Vừa ăn vừa trả lời nhá. Sẽ đọc từ từ này. Chị thấy mối quan hệ giữa chị và anh Quang Con có tốt không? Hay hai người thường có ý kiến khác nhau không? Mong chị trả lời em. Thì câu hỏi thứ hai này này là quan hệ của chị với anh Quang hiện tại có tốt hay không ấy? Thì tốt nhá. Trước giờ chị với anh Quang chưa được cãi nhau to cả. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là quan điểm của bọn chị cũng khá là giống nhau, khá là hợp nhau nha mọi người. Đó, ok. Vừa ăn vừa trả lời nhá. Vừa ăn vừa trả lời. Anh không thể nào trả lời một cách hết tất cả được nhá. À, vừa ăn vừa trả lời. Mọi người biết cái ớt này không? Ớt này không? Mình sẽ vừa ăn vừa trả lời nhá. Đây. Câu hỏi thứ 3 là chị với Quỳnh có mối quan hệ gì vậy? Chị với chị Quỳnh FF là chị em ruột nha mọi người. Chị hơn chị Quỳnh 3 tuổi nhá. À, chị có sở thích của chị là gì? Chị nhiều lắm. Trước kia chị thích đi nhảy và đi múa ấy mọi người. Còn bây giờ thì chị thấy mọi thứ nó trở nên bình thường rồi. Chị thích màu gì vậy? Chị thích màu hồng này, màu xanh chị đang mặc này, với cả màu mấy cái màu mà dễ phối ấy mọi người. Nhưng mà nếu mà thích nhất là màu hồng với màu xanh nha mọi người. Thì cảm thấy anh Quang là người thế nào? Anh Quang là người siêu tốt. Trước giờ nhá, chị với anh Quang giới lụi yêu nhau là cái gì anh Quang cũng hỏi ý chị trước khi làm hết. Ví dụ như là hôm nay đi ăn gì là anh Quang sẽ hỏi chị là thích ăn ngoài hay thích ăn ở nhà, thích ăn gì thì nói, thì anh Quang đều ăn theo hết đấy nhá. Như thế là mọi người biết rồi. Chị yêu anh Quang nhiều không? Đương nhiên là nhiều rồi, rất nhiều. Tại sao chị không nhìn anh Quang vậy? Thì cái câu này lúc đầu chị cũng có kể rồi, chị cũng có nói trả lời ngay đầu tiên rồi, chị gặp anh Quang lúc nào ấy. Thì lúc đấy là chị với chị Quỳnh với Quang quen nhau thôi, còn chị không quen nha. Chị đi chơi cùng Quỳnh, thì chị gặp Quang. Chị và anh Quang hiện tại đang có nhiều sự cãi vã và chưa hiểu hết về nhau đúng không ạ? Chưa hiểu hết về nhau thì cũng đúng, xong rồi bọn chị từ từ dần dần tìm hiểu ấy, nhưng mà ít cãi nhau lắm nhá. Chắc là một tháng chỉ cãi nhau một lần thôi, mà cãi nhau là cãi nhau bình thường ấy, chứ không có cãi nhau to. Không cãi nhau kiểu để cho giận nhau chạy mắng hay nào đâu. Cãi nhau kiểu trẻ con ấy mọi người. À, để ý nào. Những người đóng phim ngắn của chị Quỳnh FF đều là người nhà với nhau hả chị? Không nha mọi người ơi, không là người nhà đâu nhá, bạn bè thôi. Có thể gặp mọi người ở trên Tử Chiến này, hoặc là ở trên Sinh Tồn ấy. Rồi quay luôn ấy, rồi quay luôn là diễn phim luôn ấy mọi người, chứ không có quen nhau nhá. Không có phải là người bên ngoài đâu. Câu thứ ba này, chị có mấy mối tình rồi? Thì trước giờ chị chưa yêu ai luôn ấy, chị yêu anh Quang. Chưa anh Quang, chị yêu một người khoảng 1 tháng mọi người ạ. Chả đến 1 tháng đâu. Chắc là khoảng 15 ngày thôi mọi người. Xong rồi chị không thấy hợp ấy, nên là chị quay về bạn bè bình thường. Chị với anh Quang lần đầu tiên gặp nhau như thế nào ạ? Đó, chị vẫn là câu này mọi người quan tâm nhiều nhỉ. Câu này thực ra, cái này thì chị và anh Quang lần đầu tiên gặp nhau thì cũng từ tháng 2, 2022 ấy. Thế chỉ được mấy tháng nhỉ? 10 tháng rồi. Chưa được 10 tháng rồi mọi người. 10 tháng. Đấy. Hồi đó là Quang với chị gặp ra cùng một tỉnh ấy mọi người, cũng có duyên. Bao giờ chị và anh Quang cưới vậy? Thôi mọi người ơi, cái câu này sao ấy. Thực ra bao giờ cưới thì mình cũng chưa biết nữa. Mình chỉ biết là mình đang ăn nho chấm muối mọi người. Mình chỉ biết là hiện tại bọn mình cảm thấy hợp nhau và làm việc cùng nhau, yêu nhau thế thôi. Còn tương lai như thế nào thì hãy để tương lai tính nha mọi người, chứ bây giờ mình không nói trước được gì cả. Bây giờ mình không nói trước được gì cả. Ăn ớt mọi người ạ. Sao chị yêu anh Quang vậy? Đây, câu hỏi chị muốn trả lời nhất đây. Chị cũng không biết nữa. Thật sự nhá. Chị yêu anh Quang thì không biết là vì sao chị yêu anh Quang đâu. Hồi đấy là chị với anh Quang không có người làm cùng, thế là hai đứa làm với nhau xong yêu nhau thôi. Kiểu bị bén duyên mọi người, yêu nhau thôi. Xong rồi hồi đấy chị bị chửi nhiều lắm, chị cũng chả thấy thế nào cả.
thôi, yêu rồi thì bất chấp thôi, không biết làm thế nào. Tại vì mình không sai, mình bị chửi như thế thì mình cũng thấy tội, mình thấy mình hơi chạnh lòng thôi chứ cũng chả nào cả. Chị với anh Quang quê ở đâu vậy ạ? Chị với anh Quang quê ở cùng quê nhá, ở Phú Thọ nhá. Anh Quang cách nhà chị có 20 cây thôi. Thế mà mãi sau này mới biết ạ. Anh Quang cách nhà chị có 20 cây thôi. Chị với anh Quang yêu được bao nhiêu lâu rồi? Thì gần 5 tháng rồi nha mọi người. Chị với anh Quang yêu nhau từ tháng 7 đến bây giờ. Giữa tháng 7 mọi người. Chị với anh Quang yêu nhau thì ai là người tỏ tình? À, ngỏ lời trước vậy ạ, em thắc mắc quá. Anh Quang là người ngỏ lời trước nha mọi người. Bọn chị yêu nhau nhanh á. Một tuần trước đấy bọn chị bắt là chị em bình thường, không có một tí thả thính hay là tán tỉnh nhau gì nhá. Xong rồi đi chơi Tam Đảo với nhau. Đi chơi Tam Đảo xong về yêu nhau, mọi người về kiểu bị bén duyên á. Không phải bén duyên mà bị thích nhau á mọi người. Kiểu hai đứa đều độc thân nên không có người yêu ấy. Đấy, thế là kiểu bị thích nhau, xong rồi yêu nhau thôi. Xong rồi Quang tán trước, xong Quang ngỏ lời hai ba lần gì đấy chị mình đồng ý mà. Xong rồi sữa đồng ý. Thực ra chị chỉ làm giá thôi chứ còn chị thích rồi. Chị làm giá con gái ai chả làm giá. Nhưng mà thích lắm mà. Anh chị sinh năm bao nhiêu vậy ạ? Chị sinh năm 2002, còn anh Quang sinh năm 2003 nha mọi người. Bé của mình FF với chị có hay đi chơi với nhau không ạ? Rất là hay luôn. Cái hồi trước thì chị vẫn ở quê thì suốt ngày đi chơi luôn, một tuần phải đi chơi 5 lần. Nhưng mà bây giờ chị xuống Hà Nội rồi nên là bé Quỳnh hôm nào chị về quê được á thì chắc chắn là chị với bé Quỳnh sẽ đi chơi ở đâu đấy với nhau. Nhưng mà không có quay video hay không có chụp ảnh gì đâu. Ít lắm. Chị đang đi học hay không đi làm vậy? Chị đi làm nha mọi người. Chị nghỉ học lâu rồi. Trước chị có học đại học ấy, nhưng mà xong rồi chị bị mải mê đi nhảy múa quá, xong rồi chị không đi học được nữa, thế là chị nghỉ học luôn. Đang học đại học giữa trường nhá, mà chị học ngành khá là hot, ngành kinh doanh á. Mà chị không có học nữa luôn. Chị làm YouTube được bao nhiêu năm rồi? Chị làm YouTube mới được có mấy tháng thôi à? Mới được có mấy tháng thôi. Thực ra ấy, bước đầu làm YouTube ấy rất là khó khăn nha mọi người. Ai đi qua nhớ like và đăng ký kênh cho chị nhá, để ủng hộ chị với, không là chị nản lắm, chị không dám làm ấy. Chị làm YouTube mà không có ai xem là chị nản lắm. Ai đi qua đăng ký kênh chị nhá. Rồi. Chị làm YouTube từ tháng 5 là sao ấy? Từ lúc mà chị yêu Quang. Chị Linh là con thứ mấy trong nhà? Chị là chị cả nha mọi người. Trước sau chị là chị Quỳnh FF, xong đến một em trai chị nữa. Em trai chị tên là Bảo. Bảo nha, Trần Quốc Bảo đó. Em xem đầu nha, chuyện tình của anh chị như thế nào ạ? Chuyện tình của anh chị á? Buồn cười lắm đấy, chị kể đây. Khá là hay ho mọi người ạ. Mới đầu như thế nào nhỉ? Đây, cũng chỉ là chị em bình thường thôi mọi người. Hồi đấy chị bị chửi nhiều lắm, xong rồi chị vẫn còn cố lên giải thích là chị với Quang chỉ là bạn diễn thôi, chỉ là bạn bè thôi á. Tại lúc mà không có, đã chưa bao giờ nhau rồi. Chưa hề yêu nhau luôn, chưa hề thích nhau luôn. Sau khi giải thích cái comment đấy, khoảng 2 ngày sau thì bắt đầu thích nhau nhá. Mà thích nhau nhanh lắm mọi người. Có thể giây trước mình không thích, giây sau mình thích luôn. Hoặc có thể giây trước mọi người ghét một bạn nào đấy, xong giây sau mọi người hết ghét luôn đấy. Mọi người phải hiểu như thế phải không? Đấy nhá, chị vẫn giải thích. Quang thì không giải thích gì rồi, nhưng mà chị vẫn giải thích. Rồi là bạn diễn các thứ ấy. Nhưng mà xong rồi 2 ngày sau thì bọn chị lại bị thích nhau ấy. Bị thả thính. Chị con thả thính ấy, thế là chị thích. Thế là thích nhau thôi, yêu nhau thôi. Ngắm ngắm thôi. Mệt ngã lắm mọi người. Không có gì nói trước được cả. Có khi hôm nay mình là bạn diễn, hôm sau mình đã yêu nhau rồi. Chứ làm sao bây giờ thôi. Xong hồi đấy chị bị một cái câu bạn diễn đấy mà chị bị chửi rất là nhiều. Chị khổ vãi luôn ấy. Chị sinh nhật và sinh năm bao nhiêu? Chị sinh vào ngày 27 tháng 4 năm 2002 nha mọi người. Ngày xấu vãi, ngày xấu nhất luôn ấy. 27 tháng 4, lại còn 5 năm ngọ nữa chứ. Mọi người biết năm ngọ khổ nào luôn đấy. Nhiều thị phi lắm. Xong rồi còn sinh ngày 27 tháng 4, ngày 7 với ngày 4 là xấu lắm đấy. Chị cung gì? Chị cung Kim Ngưu nhá. Chị có quý em không? Chị không biết em là ai cả nhưng mà chị quý em nhá. Gia đình chị có 5 người. Khi nào chị lấy chồng chị cũng không biết nữa. Chị mà biết khi nào chị lấy chồng chị đã thư thư ra đến 30 tuổi chị lấy rồi. Ui ôi, ăn nhiều quá, ăn no mọi người ạ. Chị biết đến game FIFA nhờ ai vậy ạ? Ui, cái đấy hay nhá. Thực ra ấy, chị biết game FIFA từ lúc mà chị Quỳnh làm rồi. Quỳnh FF làm ấy. Nhưng mà sau này đến cái lúc mà chị bắt đầu làm game FIFA là chị làm với Thiên CTV nha mọi người. Kiểu lúc đấy Si bảo chị là làm cùng Si ấy.
thì chị ok làm cùng. Đấy. Xong rồi chị đã tập chơi game Free Fire. Lúc ấy chị mới tập chơi nhá. Rồi chị mới bắt đầu biết tập tưng biết chơi chắc khoảng 5 tháng nay chứ mấy. Đấy, xong rồi chị dạy chị chơi. Chị dạy chị chơi á. Tại vì lần đầu chị gặp Quang này thì chị cũng gặp Si luôn. Đấy. Nên là Si dạy chị chơi. Si với chị chỉ là em thôi. Đấy, chị em mình thường dạy nhau chơi game thôi, xong rồi làm cùng nhau. Thế đó. Và chị nên là từ đấy chị biết game Free Fire và chị làm Free Fire luôn. Và chị làm Free Fire luôn. Chị và chị Quỳnh là chị em sinh đôi à? Không, chị và chị Quỳnh là chị em ruột, nhưng mà chị cách chị Quỳnh 3 tuổi nhá. 3 tuổi. Chị bao nhiêu tuổi? Chị 20 tuổi. Chị Linh có bao nhiêu mối tình? Chị có một mối tình duy nhất, đến anh Quang là mối tình thứ hai. Chị quen anh Quang khi lúc anh Quang vẫn có người yêu hay là đã chia tay? Thì đây là câu hỏi mà chị muốn trả lời nhất nhá. Câu hỏi mà mấu chốt cái video hôm nay chị muốn trả lời. Không nha, chị quen anh Quang lúc mà anh Quang và chị đều độc thân. Chị với anh Quang quen nhau từ tháng 7. Thì anh Quang chia tay người yêu từ tháng mấy? Mọi người biết, mọi người comment xuống bên dưới nhá. Mọi người comment xuống bên dưới cái ngày anh Quang chia tay, chắc chắn là mọi người sẽ biết. Nếu mà mọi người thực sự là fan của anh Quang và người yêu của anh Quang. Ok, và chị không hề chen chân vào mối quan hệ của ai nhá. Cái này chị mong mọi người hiểu cho chị. Chị yêu anh Quang nhiều không? Chị yêu anh Quang rất nhiều. Sao chị với anh Quang chưa cưới? Có bé hỏi sao chị với anh Quang chưa cưới? Chị cũng không biết nữa. Chị với anh Quang mới yêu nhau được có 5 tháng rồi mà mọi người. Từ từ nha. Chị Linh với anh Quang kém 2 tuổi, gia đình của anh có biết? Có biết không ạ? Chị Linh với anh Quang kém nhau 1 tuổi nhá. Và gia đình của anh Quang biết rất rõ. Và gia đình chị cũng thế. Cả hai gia đình đều rất là vui vẻ và ủng hộ. Không có gì hết. Sao chị lại làm YouTube vậy? Chị cũng không biết nữa, lúc đấy kiểu bé duyên nên là chị làm thôi chứ chị cũng không có làm vì mục đích gì cả. Chị làm cho vui thôi. Đây, câu hỏi mà chị đọc thấy khá là hay. Một bạn hỏi chị là: em có 3 câu hỏi ạ. Lúc trước chị bị anti gọi là trà xanh ý. Lúc đó chị có cảm thấy như thế nào? Chị có làm cái nghề này không ạ? Chị với anh Quang gặp nhau ở đâu ạ? Ví dụ ạ, khi chị ra đường mà gặp anti chửi chị nói xấu chị, trong lòng chị có ứng khi ở đó chị rất nhiều người, chị sẽ làm gì để cảm thấy như vậy? Mong chị yêu giúp em. Thì khi mà mình bị nhiều người chửi ấy, nếu mà người đấy thật sự ghét mình với mục đích hoặc là lý do gì đấy, mình thật sự đáng ghét thì không sao cả, mình chấp nhận. Nhưng thực ra mình không có làm gì sai cả. Nên là mọi người chửi mình thì mọi người, nếu mà mọi người biết ấy, thì mọi người sẽ không chửi mình đâu. Nhưng mà những người mà kiểu hùa theo ấy, người ta sẽ chửi rất là nhiều đến mình. Và mình chịu những cái lời đấy thì chắc chắn là mọi người hiểu cái cảm giác của mình mà. Hiểu cái cảm giác mà bị chửi oan. Ví dụ như hôm nay mình đi học mình không được có lấy cắp đồ một người nào đấy, mà mình bị cả lớp đổ cho là mày lấy cắp đồ của đứa đấy. Thế bây giờ mọi người thử nghĩ xem như thế thì như thế nào. Thì đấy, mọi người sẽ hiểu cảm nhận của chị nhá. Mà khi mà chị ra đường ấy, mà chị gặp cái người mà chửi chị ấy, thì cái này cũng quá là quen rồi, chị cảm thấy bệnh. Hiện tại chị cảm thấy bình thường, còn ngày trước thì chị thấy rất là buồn. Chị bị gọi là trà xanh và đến hẳn tai của bố mẹ chị luôn. Mà bố mẹ chị dạy dỗ con cái rất là kỹ càng. Ba đứa con của bố mẹ chị đều rất là ngoan. Đấy, thì mà khi mà chị bị chửi như thế ấy, chị cảm thấy bố mẹ chị nghe được ấy. Bố mẹ chị cũng hỏi chị rất là nhiều là mày cướp người yêu của người đứa này hay đứa khác, và dân làng của chị đều biết. Và chị thấy rất là buồn, chị không biết làm nào cả. Đến bây giờ chị vẫn bị mang tiếng, trong khi đó chị không hề làm những cái việc như thế. Đấy. Rồi, ok, chị hôm nay thực ra ấy, mọi khi chị hay trả lời trên live thì tắt like cái thì có người nghe được, có người không nghe được. Nhưng hôm nay chị đã làm hẳn một cái video để cho mọi người nghe ấy. Mọi người có thể nghe qua nghe lại ấy, và truyền đến tai những cái người mà thường xuyên chửi chị ấy, để cho người ta hiểu ra cũng được. Chị cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Nick Facebook của chị là gì? Nick Facebook của chị là Khánh Linh, mở ngoặc Kalinh FF. Đó, mọi người tìm thấy khắc ra nhá. Sao chị quen được anh Quang, người yêu cũ của chị là ai vậy? Chị, đấy, lý do chị quen anh Quang thì mọi người cũng biết rồi. Còn người yêu cũ của chị là bạn, là ai nhỉ? Chị không muốn nói ở đây mọi người ạ. Chị có người yêu chưa? Với face của chị là gì? Cho em làm người yêu chị nếu chị chưa có nha. Cậu bé này comment đáng yêu dã man luôn ấy. Chị có người yêu rồi, người yêu của chị là anh Quang nha. Còn face của chị là Khánh Linh FF, mở ngoặc Kalinh FF. Khánh Linh mở ngoặc Kalinh FF. Và chị cho em làm người yêu chị đấy. Chị lớp mấy vậy? Chị lớp 1.
Rồi, ok. Và chị đã trả lời hết câu hỏi đấy. Có rất là nhiều câu hỏi giống nhau nên là chị sẽ không trả lời. Và mọi người chắc chắn sẽ được giải đáp thắc mắc rất là nhiều rồi. Và chắc là video của chị đến đây thôi. Hôm nay chị bày rất là nhiều món luôn mà chị cũng không ăn hết được ấy. Chỉ bày cho vui thôi. Đấy, mọi người thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh giúp chị nha. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.